hình ảnh triều đình phong kiến xưa, các hình ảnh vua, quan của triều đình phong kiến xưa, các loài binh trong triều đình và chế độ sinh hoạt của triều đình phong kiến. Triều đình gồm có vua và các quan là cơ quan cai trị cả nước. Mỗi tháng triều đình họp đại triều 2 lần, vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch ở Điện Thái Hòa. Các quan văn võ ở kinh đô phải có mặt ở sân rồng, đứng xếp hàng theo phẩm cấp của mình, lớn trước nhỏ sau. Đứng đầu các tỉnh là có quan tổng đốc, sau đó là tới quan tri phủ, tri huyện và tri châu. Các quan này lo việc hành pháp, áp dụng luật lệ và lo vấn đề an ninh cho dân chúng. Muốn được làm quan phải là người có học, phải thi đầu các kỳ thi tổ chức bởi triều đình như kỳ thi ở Nam Định. Quan càng cao chức thì khi đi lại càng có nhiều lòng, dù lớn. Về binh thời phong kiến, mã binh. Về binh, trưởng nhóm về binh. Tướng binh. Voi lại. Các quan chầu trong sân rồng. Các quan đang làm lễ tế nam giao. Một ông quan uống trà. Một ông quan tỉnh. Một ông quan. Một ông quan. Quan đi vòng. Quan đi ngựa. Tổng đốc Hà Nội.
Tổng đốc Hà Nội 1885. Một ông quan và vợ. Một ông quan. Ình đồng. Cư dinh của hồi trưởng Tôn Nhân Phủ, hồi đồng Hòa tộc. Cả quan ngại. Cả quan ngại. Một quan lớn của triều đình. Một ông quan huyện và cả quan châu. Một quan tri châu. Thái giám. Một người hầu của vua. Một người đánh chuông. Một cổng vào của thành xưa. Súng thần công. Ban lễ nhạc. Nhạc công trong hoàng cung.